Làm gì mà phải hốt. Gà là gà đang gáy, ó ó một ngày lại tới. Lòng thì buồn hấp hối, lắng lo đủ thứ trên đời. Vợ thì ngồi một góc, đếm hóa đơn để rồi bật khóc. Thằng Tèo thì nheo nhóc, đã ống bơ chứ bữa cơm ngon. Lương thì chưa kịp tăng, xe thì hết cả sáng. Mong chờ bao mùa trắng, trăng mà một mùa có không tiến. Ăn còn không đủ no, trăm ngàn thứ phải lo. Đang bình yên tự do mà chưa về mò đã lo sốt vó. Hết đến nơi rồi, ôi các anh mình ơi. Toàn đến nơi rồi, ôi các em mình ơi. Tiền đó anh em ăn nhậu, hy vọng chỉ lỗ một chút. Mong chị kế toán ở bên đó luôn mạnh khỏe và luôn vui. Chuyển tiền em sớm cho em còn tính, plan em đã lên xong xuôi. Cả năm cày cuốc kiếm đồng vốn, khát khao này chưa bao giờ vơi. Đưa em GP bay đi thật xa, có khách hàng ở khắp mọi nơi. Em muốn tim em vui, cùng vui ca gieo họ. Nhưng đôi khi tiền không có, như muốn đá mà bị treo giỏ. Nhiều khi mong có nhiều khách hàng, chạy đến rúi cục tiền màu xanh. Các chú cứ chuyên tâm dự án, còn việc kinh phí cứ để bọn anh. Yeah. Chạy đến dưới cục tiền màu xanh, các chú cứ yên tâm dự án và việc kinh phí cứ để bọn anh.